các video trước tôi đã giới thiệu một số loại súng Nguyên Sơn của Anetua Nhật Bản. Với video hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn về súng Nguyên Sơn Kiwami W101-148BGC của hãng Anetua Nhật Bản. Có một lớp mạ chrome chống dính trên thân súng. Đây là dòng súng cao cấp của hãng Anetua Nhật Bản. Với cái lớp chống dính này thì khi mà sơn dính vào là sẽ dễ dàng lau chùi. Kim bét của súng là 1.4mm. Chúng ta có thể nhìn trên này là 1.4mm. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra súng Nguyên Sơn W101-148BGC. Cốc đựng sơn có cái gầm để chúng ta phải đỡ để đặt dễ dàng. Đây là cốc inox. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử cái súng phun sơn này. Tôi sẽ tiến hành gắn dây dẫn hơi vào, gắn nối hơi vào. Sau đó chúng ta tiến hành gắn dây dẫn hơi vào. Sơn đang rất tơi mịn, thì cho đủ khỏe ở đây. Lượng sơn lớn nhỏ ở đây. Đây là dòng súng cao cấp của hãng Anetua Nhật Bản. Hy vọng qua video này quý khách sẽ có thêm nhiều